Và sau đây mình sẽ test sơ bộ rề bao C200 B300 gửi Bắc miền Tây nha. Đã cọc 2 triệu nha. Chờ chiên vài bữa nó chiên phong hết rồi mình gửi luôn. Và có ốp gỗ mình gửi luôn nha. Chim này đánh bắt rất hay. Anh em nghe thấm âm nha. Anh em nào có tai phone thì gắn vô nghe nha. Bát 12 giờ nha. Thôi. Em này là có công suất 760W nha, đánh 16 sò sắt Toshiba nha.